Chú ơi chú, cháu tìm thấy cái này ở dưới bờ rào nhà chú ấy. Có khi nào cụ cố để lại không chú? Cái gì đấy? Trông có như bản đồ gì ấy nhỉ? Bí ẩn thế. Hình như là bản đồ kho báu ấy chú ạ. Ngày trước cụ cố nhà mình trả lại địa chủ, giàu có, nhiều tiền đấy còn gì. Cái hồi chạy giằng nhật, cụ chôn bao nhiêu là của cải. Chắc là cái này đấy chú ạ. Cái gì? Di chúc kho báu á? Ui, có thật không? Tớ nghe rõ ràng là anh nhà bác cả nói chuyện với bố tớ như thế mà. Ôi, cơ hội làm giàu đây rồi anh em ơi. Mày định ăn trộm kho báu nhà nó mà đòi làm giàu? Tớ không đồng ý đâu đấy nhá. Theo như tao thấy ấy, thì bốn cái đầu của bốn đứa chúng mình rất thông minh. Đúng. Kiểu gì cũng hơn một cái đầu của bố cái Tuyến. Đấy, mà cái bản đồ di chúc kho báu ấy nhá, không dễ gì mà ăn được đâu. Có thêm bọn tao ấy là tăng thêm cơ hội tìm được, hiểu chưa? Bây giờ bố mày chỉ cần chia cho bọn tao 20%, bọn tao sẽ hỗ trợ tìm. Còn hơn là không tìm thấy. Đúng rồi đấy, mất 20% còn hơn là không tìm được gì. Thôi được rồi, nhưng mà trước tiên phải bí mật đã. Sau khi mà tìm được kho báu rồi ấy thì chúng mình sẽ thương lượng với bố tôi sau. Nhưng mà tìm được kho báu rồi, các cậu không được lật kèo đâu đấy. Yên tâm, chơi với nhau mà không tin tưởng nhau ấy thì không làm được việc đâu. Rồi, nói thế mà đã dỗi rồi. Thế nhưng mà bây giờ muốn tìm được kho báu ấy thì phải có bản đồ. Bản đồ đâu? Tớ nhanh trí nên đã chụp bằng điện thoại xong vẽ ở đây rồi đây. Đâu? Đây. Đây. Cho mấy cái hình lằng ngoằng. Thế này biết tìm từ đâu? Theo như tớ đọc gia phả thì nhà tớ đã sống ở đây được 8 đời rồi. Nghĩa là kho báu sẽ ở làng này và rất gần nhà tớ. Bố tớ kể nhá, ngày xưa cụ tớ làm địa chủ, đất đai á có mấy mẫu cơ. Sau đó thì gom lại làm hợp tác xã rồi chia cho con cháu một phần. Sau đó thì cũng bán bớt đi, chỉ để lại một phần thôi. Vậy nên tớ nghĩ cứ lấy nhà tớ làm trung tâm. Nói như vậy thì chỗ nào trong bản đồ sẽ bắt đầu là nhà mày? Trước kia tớ nghe bố tớ kể là nhà tớ đang ở hiện tại ấy là một cái đầm. Sau đó cụ tớ tới khai hoang, lấp đất rồi xây nhà như bây giờ đấy. Đưa xem nào. Đâu? Đây. Đây có cái hình thù như cái ao này thì mình coi đây là điểm xuất phát đi. Ở đây lại có vẽ hình con trâu. Thế này là ám chỉ một cái trại nuôi trâu à, hay là ám chỉ cánh đồng? Thế nhưng mà cũng phải gần 100 năm rồi, vật đổi sao rồi, biết làm sao được? Châu à? Vấn đề ở đây là khoảng cách. Mình phải đi bao lâu thì mới tới được chỗ con trâu này nhỉ? Tớ cũng không biết nữa. Chẳng biết là cách mấy trăm mét hay là cách mấy cây số nữa. Thế này ngang đánh đố chúng mình. Ai? Gì đấy? Cái mả cha ai này chúng mày? Đứng nó gọn gọn vào. Có ông đá cho cái cho què chân bây giờ đi chứ đi. Vừa một vậy. Chúng mày ơi, kia là cụ Đoạch, trưởng họ Văn, là cái họ to và lâu đời nhất ở làng mình ấy. Ê, cụ biết nhiều chuyện lắm ấy. Này, thế lên hỏi thử cụ xem sao. Cụ Đoạch, cụ Đoạch. Ê, cụ Đoạch. Cái gì, cái gì? Cái mã cha nhà chúng mày. Ai cho chúng mày gọi tao là cụ Đoạch hả? Ồ. Ê, rõ ràng tên cụ là cụ Đoạch mà. Thế bây giờ con không gọi cụ Đoạch thì con gọi là cụ gì ạ? Bây giờ nhé, tao không gọi là Đoạch nữa, mà tao lên phố đặt tên là Mr. Hoành. Hoành ở đây ấy, có nghĩa là hoành tráng. Còn Đoạch ấy, nghe nó khủ khoằm khủ khèo, nó khó chịu lắm. Này này này, chúng mày cười cái gì hả? Tao nhá, vừa vô ếch một phát chân đau phải chống gậy này. Cái tên Đoạch thì đúng là không may mắn thành công gì cả. Dạ vâng. Thế thì bọn con xin thưa cụ Mr. Hoành. Cụ là người mà nổi tiếng khắp cái làng này, hiểu sâu, biết rộng. Bây giờ cụ có thể kể cho bọn con nghe một số chuyện được không ạ? Cái anh hỏi về chuyện gì mới được cái chứ lị? Cụ ơi, cụ cho cháu hỏi là ở làng mình
hoặc là ở làng bên cũng được. Có cái sự tích gì liên quan đến con trâu không ạ? À, sự tích à? Trâu à? Ờ, có đấy. Ngày xưa ấy, tao được cụ cố của tao kể lại là ông Phú ông ở cái làng này nuôi 100 con trâu. Ôi, trâu. 100 con trâu ấy là của hộ nông dân nghèo gán nợ vì không đủ tiền trả nợ cho Phú ông. Đấy, nên phải gán cái đấy. À, tao nhớ rồi. Có một hôm ông Phú ông đi chơi ở đâu về, qua cánh đồng thả trâu thì gặp con trâu đầu đàn hút cho mà phát chết luôn. Đấy, từ đấy trở đi cánh đồng này mới được gọi là cánh đồng trâu đấy. Hiểu chưa? Đồng trâu ạ? Ô, sao bọn cháu chưa nghe thấy bao giờ nhỉ? Ừ, này, từ sau năm 1945 ấy, là năm Ất Dậu, thì cái xã có đổi tên cánh đồng này thành cánh đồng sen. Này, cả làng không ai biết đâu, còn mỗi mình tao được cụ cố của tao kể lại thôi nhớ. Dài ơi, nhất cụ ạ. Tao còn hỏi gì nữa không, để tao đi đây. Ôi, cụ Hoành. Mít tô Hoành. Dạ vâng. Cái gì? Ui, nữa? Cụ cho con hỏi chuyện này nữa. Ừ. Là ở làng mình có cái cây cổ thụ nào hay là cái chuông nào không hả cụ? Ừ. Chuông à? Chuông thì phải vào chùa. Vào chùa thì mới có chuông. Đúng. Còn cái làng này từ xưa đến nay là không có chùa. Nha. À, nhưng mà có một cây cổ thụ. Đúng chưa? Cao to lắm, mọc không biết từ bao giờ. À, nó gần bãi Tha Ma. Tha Ma. Này, còn hỏi cái gì nữa không? Để tao đi ăn cỗ đây. Đến chậm có mà uống cái nước chít à? Dạ, bọn con kính cụ đi ăn cỗ à? Các cậu ơi, rộng như thế này thì biết tìm kho báu ở đâu bây giờ? Nhìn ngang nhìn dọc cũng chả thấy có cái gì đặc biệt cả. Này, cách đồng trâu 500m có cái ao làng bị bỏ hoang. Ừ. Bố tao bảo nhá, cái ao đấy có từ rất lâu rồi, chắc là từ thời ngày xưa ấy. Ừ. Thử đi ra đây xem sao. Đi luôn. Bố tối kìa. Này, không ngờ bố mày cũng thuộc dạng ra gì đấy. Ừ. Di chúc của cụ mày khó thế mà bố mày cũng tìm ra được. Không giỏi thì làm sao mà làm thầy bọn mình được. Cơ mà bố cái tuyên đến trước, xong rồi biết hết về kho báu thì bọn mình tay trắng à? Ai tìm ra mà chả được. Ừ. Cũng chưa chắc bố nó đã tìm ra kho báu trước mình. Giờ mình phải tìm ra kho báu thì mới biết được. Ừ. Bọn mình vẫn còn cơ hội làm giàu. Bố đi rồi kìa. Ao làng thì ở đây rồi. Không lẽ là các cụ chôn ở dưới đáy ao à? Ừ. Cũng chưa chắc. Phải khám phá hết 5 cái điểm này thì mới biết được là chôn ở đâu. Ừ. Thế bây giờ bước tiếp theo là đi đâu? Hay là đi theo bố tớ à? Từ từ. Nhớ đâu bố mày tính sai thì sao? Ừ nhờ. Này, chúng mày xem. Đoạn đường từ điểm đầu tới đoạn này và tới điểm tiếp theo là bằng nhau. Vì vậy, điểm tiếp theo sẽ có khoảng cách dài bằng nhau. Nghe cũng hợp lý đấy. Thế nhưng mà cái điểm tiếp theo là cái chuông, xong rồi lại cái cây, xong rồi ngọn lửa. Thế bây giờ phải đi đâu? Chuông. Nhưng mà làng mình không có chùa, lấy đâu ra chuông nhỉ? Thế nó mới khó. Tớ đề nghị là mình ra cái cây cổ thụ trước đi. Cụ Đoạch chỉ cho chúng mình một cái cây cổ thụ gần bãi Tha Ma làng đấy. Đi luôn đi. Thử đi.
Uầy, cây này khéo phải vài trăm năm tuổi ấy. Thế nên mình phải gọi là cụ cây. Ôi trời ơi, tiên sư bố con chim vô duyên nhá. Ỉa bậy ỉa bạ tí gì đi. Tao mà bắt được tao vặt lông mày đấy. Này, không biết bọn mình có bỏ qua thông tin gì không nhỉ? Nhìn ngang ngó dọc không biết thêm được cái gì. Ê, tao hơi đói. Hay là bây giờ mình ra quán tạp hóa nhà chú Hoàn đi, mua cái gì ăn đã xong rồi tính tiếp. Đúng đấy, tớ cũng sắp say nắng rồi đây này. Thôi đi. Đi. Ê mày ơi. Nếu cái gì. Ô chú mày. Hả? Bố đâu kìa. Nhà chú bán cái mảnh đất đấy thì phí quá. Cái miếng đấy là tôi thấy đường công danh với học hành là phát lắm đấy. Tôi mà có tiền ấy tôi cũng mua. Em cũng là bất đắc dĩ bác ạ. Mà cái mảnh đất nhà bác hình cái chuông thế kia, nó nở hậu về sau phát lộc cái chuyện học hành lắm. Tôi cũng hy vọng là thế chú ạ. Mà thôi tôi về nhá. Vâng, em chào bác. Chào chú. Cái chuông à? Hóa ra nhà tao, mảnh đất nhà tao chính là hình cái chuông. Thế mà bọn mình không biết, cứ tìm loanh quanh loanh quanh. Thế có nghĩa là kho báu nhà tớ ở nhà cậu. Chết đấy, chết đấy, chết đấy. Khoan đã. Thế nhưng mà còn ngọn lửa, bọn mình vẫn chưa tìm ra. Lửa có thể là cái bếp đấy. Lửa có ở khắp mọi nơi, mà bây giờ mình chỉ còn lửa thôi. Tìm ở đâu bây giờ nhỉ? Ra rồi. Như nào? Đây nhìn đi. Năm cái điểm này có khoảng cách giống nhau. Ngọn lửa chính là cái lò gạch cũ nhà ông Bát. Ơ nhỉ? Nó chính là ngọn lửa lớn đấy. Ôi giời ơi, tao cũng suýt nghĩ nhà. Phép vừa thôi. Cứ cho là bọn mình khám phá được hết năm điểm này rồi. Thế nhưng mà kho báu nằm ở đâu trong năm điểm này nhỉ? Vì năm điểm này được kết nối với nhau không đầu không cuối. Hình ngôi sao? Không phải, hình quả khế mà. Này, chúng mày thấy năm điểm này có gì đặc biệt không? Chuông là hành kim, ao là nước, hành thủy. À, tao hiểu rồi. Cái chỗ cây cổ thụ ấy là mộc, còn cái chỗ đồng châu chính là thổ. Ồ. Vậy cái lò gạch thì là hỏa, chuẩn chưa? Bọn mình đúng là thông minh. Biết rồi, đây chính là ngũ hành tương sinh, kim mộc thủy hỏa thổ. Ôi trời ơi, biết thế ngay từ đầu vẽ luôn đi, đỡ phải đi tìm cho mệt đâu. Nhưng mà năm điểm đấy, điểm nào bắt đầu, điểm nào là điểm cuối, điểm nào là chỗ mà chôn kho báu. Không lẽ mình phải đào cả năm điểm đấy lên à? Tao nghĩ ra rồi. Trung tâm của năm điểm này chính là nơi chôn cất kho báu. Mảnh đất nhà tao gần bãi tha ma của làng. Ô, lạ nhỉ? Sao cụ tổ nhà cái Tuyến không chôn kho báu ở nhà nó mà lại phải chạy sang vườn nhà mày để chôn kho báu làm gì cho nó mệt ra nhỉ? Tớ nghe nói nhá, ngày xưa cụ tổ tớ ấy có mấy miếng đất ở gần bãi tha ma làng ấy. Sau đó bán hết đi hoặc là chia cho dân nghèo sau cách mạng tháng 8. Ồ. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 15 âm, trăng tròn. Thế thì trời độ bọn mình rồi. Đêm ngày hôm nay chúng ta sẽ vác cuốc đi để đào kho báu. Yes. Đây.
Ê chúng mày, tao bảo, tao họp cụ Đoạch rồi. Cụ Đoạch bảo là ngày xưa cỡ 100 năm trước, tại đây này có nhiều người con gái chết ở đây đấy. À. Sợ thế. Nhưng mà sao tớ chưa nghe chuyện này bao giờ? Tất nhiên, bọn mình làm sao mà biết được. Chuyện này có từ lâu lắm rồi. Cụ Đoạch biết được ấy là do các cụ cố kể lại đấy. Ôi nổi ôi, đang đêm mà mày kể cái gì ghê thế. Sợ cái gì? Bình thường bọn mình đi chơi qua đây suốt, có gặp ma bao giờ đâu. Thôi, bắt tay vào cuốc luôn. Cuốc. Cuốc đi. Ôi giời ơi, tên chư cái con cú lạn vô chuyên, làm thân giật hết cả mình. Thôi được rồi, kệ nó đi, đảo nhanh lên không là sáng đấy. Ra đi. Eo ơi, đi đào kho báu đêm thế này, tớ cứ thấy ma mị thế nào ấy Hiếu ạ. Công nhận đấy. Là cái bọn da chết, sợ ma như cấy vậy còn đòi. Bây giờ kho báu này sẽ là của ta. Ôi làng đường ơi, có trộm. Cái lão đại này, sớm không đến, muộn không đến, đến đúng vào lúc này. Ôi làng đường ơi, có trộm. Trộm, đi lại. Ôi dồi, sao nhiều quốc sẻng thế nhỉ? Cái bọn này nó đi ăn trộm cuốc sẻng à? Quái lạ nhờ, cái thằng này cứ nghỉ học một cái là lông ba lông bông, chạy đi chơi mất tăm mất tích, không chịu ôn thi gì cả. Tao mà bắt được tao đánh cho què chân. Bậc đại à, thầy giáo à? Cái mảnh vườn gần bãi tha ma nhà bác ấy, để em ra cuốc cho bác nhá. Ấy chết, ai lại đi làm phiền thầy như thế? Thôi thầy cứ để đấy cho tôi. À không, tôi cuốc cho khỏe người ấy mà, cũng là muốn giúp đỡ bố con bác. Bác đại. Chào thầy. Chú. Bác cho em cuốc cái vườn nhà bác đấy nhá. Ồ, lại cuốc á? Này chú Hoàn, tôi xin cuốc trước rồi nhá. Ok. Thầy. Ê chú Hoàn. Thế thầy giáo bị làm sao đấy? Mà thôi, để em đi theo thầy, em cuốc phụ thầy nhá. Ok. Này. Lạ nhỉ. Sống 40 năm trên đời rồi, nay mới thấy cái trường hợp ấy, mọi người tranh nhau đi cuốc vườn cho mình ấy. Alo, mày gọi cả dòng họ nhà mình ra mảnh vườn nhà thằng Đại ấy để đào kho báu nghe chưa? Để tao về tao lấy cái cuốc nhá. Cụ Đoạch nói cái gì mà ở vườn nhà mình có kho báu á? Này, cái ruộng này tôi đã xin cuốc trước rồi, chú đừng có hòng dây vào. Thầy nên nhớ, thầy chạy sau tôi 2 giây đấy, với cả bác Đại cho tôi cuốc rồi, thầy có quyền gì mà thầy cấm? Này, chúng mày không phải cãi nhau nữa, giờ có 3 người, chia làm 3 phần, mỗi người cuốc một góc nhá. Không, cái thằng danh con, mày dám nói với cụ mày như thế à? Cụ đánh cái cha mày bây giờ. Cụ đánh cha mày. Đi đào kho báu giữa ban ngày thế này có ổn không đây? Thôi, cứ bảo là mình đi cuốc ruộng đi, đi đêm như hôm qua ấy, tôi không ổn đâu. Mất tội cái cuốc. Hôm nay nha, tao chắc cốp dắt mấy cái bao tải sau đít rồi, được không? Đào được phát đúc vào luôn và ngay, được không? Đánh nhau nhờ? Mình tĩnh lại, cứu chú Hoàn. Cứu cụ. 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 Cứu c
Thế mà nó còn cãi lại, hốt lao với tao. À, thế nhưng mà cụ ơi, thế tại sao tự nhiên lại chia vườn nhà cháu ra làm ba để làm cái gì ạ? Tao cuốc đất hộ cho bố con nhà mày. Bố con nhà mày muốn trồng gì thì trồng. Rớm, cụ đừng có mà điêu, cụ đừng bốc phét. Chắc là cụ nghe thông tin vườn nhà thằng Hiếu này có chôn kho báu nhà cái Tuyến nên cụ ra đây cuốc chứ gì. Toàn à? Kho báu ấy ạ? Sao mọi người biết ạ? Thì tao nghe chúng mày nói là tìm kho báu lúc sáng. Con mày trả cái, sao con biết vụ kho báu hả? Con cũng chỉ vô tình thôi ạ. Mọi người, mà cái thằng Hiếu này, mày đi đâu từ sáng đến giờ mà bố tìm không thấy? Con mọi người đi về hết đi, vườn nhà tôi không cho ai cuốc đâu. Không ạ. Ô hay, vườn nhà tôi sao mọi người cứ đòi cuốc là sao? Chắc bác lại nghe được cái chuyện là chôn kho báu ở vườn nhà bác đúng không? Sao chú biết? Toàn, bố tao cũng biết rồi thì còn gì là bí mật nữa. Giờ cả làng mới biết thì biết làm thế nào? Dạ, cháu có ý kiến, chia đều đi cho nó hòa bình ạ. Không được, kho báu nhà thầy mà. Kho báu nhà tôi sao có thể chia cho mọi người được? Ấy trời ơi, nhưng mà thầy, đây đất nhà em mà. Nhưng mà các cụ nhà thầy chôn nó thì nó phải là của thầy chứ. Đúng đấy, của nhà tớ mà. Tớ cái mớ ấy, chôn đất nhà tao là của tao. Đúng, của nhà thằng Hiếu. Tuyến ơi, mày chia phần trăm cho tao đi, tao đứng về phe mày. Này, cái loại mày là cái thằng lừa thầy phản bạn nhá. Thôi, không cãi nhau nữa, bây giờ ai về nhà nấy đi. Còn cái kho báu này ấy, đào được tôi chia đều cho. Không được, cụ Đoạch và chú Hoàng không có quyền gì ở đây cả. Cái gì? Tôi nói cho thầy biết nhá, chính tôi là người đầu tiên phát hiện ra trong cái vườn này có kho báu đấy. Này, chúng mày đừng có láo nha, tao bổ khuất vào mặt bây giờ. Đây là kho báu nhà tôi mà, mọi người lạ nhỉ? Mọi người bình tĩnh đã. Đời, lại có thêm một người đến dây máu ăn phần rồi. Mọi người bình tĩnh đã, không có kho báu gì ở đây đâu ạ. Ôi cái thằng, là di chúc của cụ cố mình để lại mà. Chính mày đào được ở dưới chân tường nhà chú đây. À, thì cháu đang làm bài luận về tâm lý học về lòng tham con người ấy. Nên là cháu mới giả tìm thấy cái tờ di chúc ở dưới chỗ nhà chú ấy. Xong rồi tung tin ra cho mọi người, xem mọi người thế nào. Ai ngờ mọi người đi đào thật. Hóa ra là mày lừa bọn tao à? Vâng. Chẳng mất dạy này, hôm nay mày chết với tao. Ôi bố bình tĩnh nhá, bố là thầy giáo mà. Này, thế để tao thua nó một trận. Thằng kia, cháu không hay với nó luôn. Anh em, phang nó. Ôi, bố ơi, bố. Ôi dồi, ôi, đúng là không có cái nhục nào như cái nhục này. Thôi, không đánh nhau nữa rồi kia.